Hello, xin chào mọi người. Đây hai chị em đang lang thang ở đường phố Berlin. Mới trả phòng khách sạn xong nên là đang lang thang, và cả ngày hôm nay thì ăn trái cây trừ bữa. Buổi sáng ăn nho. Nho. Và quả anh đào. Buổi trưa thì chỉ có duy nhất một quả đào thôi. Quả đào này là quả đào dẹt ở Việt Nam. Đây, chắc là không có. Nho. Buổi sáng thì ăn nho, quả anh ăn cho. Buổi trưa, sao nhiều cái cấy quá vậy? Nhiều chân chó quá vậy. Buổi trưa hai chị em ăn đào và đã trả phòng khách sạn thì đang lang thang không biết đi đâu. Và bây giờ thì ra công viên, từ nãy giờ hai chị em tạo dáng tự sướng các kiểu để cho nó hết thời gian. Đây, đồ đạc đây, vali đây. Dân Palestine. Đồ đây. Coi như là sách phòng đi ra khỏi khách sạn rồi. Và bây giờ đến tận 9:30 mới lên bus để đi đến sang Viên. Và hiện tại là bây giờ đang giờ ăn này, buổi trưa bằng áo nha. Buổi trưa bằng trái cây, hôm nay cả ngày sẽ ăn trái cây và bữa tối thanh chắc tịnh, là hy vọng thanh là gì đó. Đảm bảo về Việt Nam là có mấy cái đào rất là ngon, về Việt Nam kiểu gì cũng giảm cân tại vì không có cơm mà ăn. Và tuần trước thì đi theo tour thì được ăn ngày 3 bữa, nhưng mà bây giờ tự túc đi thì không có tiền để ăn và lang thang ngoài tối đến ngủ trên bớt, khỏi phải mất tiền, khỏi mất thời gian, tiết kiệm mọi thứ. Du lịch bụi rất là thích trải nghiệm tận chân trời, đi động phải giữ cái hộ chiếu để đi về được nhà. Mất tiền thì không lo, nhưng mất hộ chiếu thì không về được nhà. Mất tiền thì chỉ có đói thôi, tại vì khách sạn thì đặt rồi, bớt thì đặt rồi, vé máy bay thì đặt rồi. Bye bye.